Thảo rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹo hay cho bạn. Chương trình Mẹo hay cho bạn được phát sóng vào lúc 11h50 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV9. Nếu một ngày bạn làm rơi vỡ chậu hoa đặt trên bàn làm việc của mình, Đức Văn tung tóe những âm thanh nghe thật khó chịu và bạn không muốn nghe âm thanh ấy thêm lần nào nữa, hãy nhìn xung quanh trong nhà mình xem có chai nhựa nào không. Hôm nay Mẹo hay cho bạn sẽ chia sẻ với quý vị một mẹo vặt, đó chính là làm chậu hoa bằng chai nhựa. Đầu tiên, hãy dùng thước và bút lông kẻ một đường thẳng bao quanh chai nhựa của bạn. Nhớ là vị trí xuất phát từ phần dưới của tay cầm nha. Rồi sau đó dùng nắp chai để tạo những đường trăng khuyết theo đường vẽ bao quanh chai. Sau khi đã tạo được những đường trăng khuyết đều nhau thì hãy dùng dao cắt theo phần bút lông đã vẽ để tạo thành phần miệng của chậu hoa. Để chậu hoa thêm bắt mắt, phần tay cầm phía trên từ ngoài kẻ những đường thẳng sâu vào trong khoảng 10 cm, rồi dùng dao rọc theo những đường bút lông này để tạo phần cánh hoa. Thật đơn giản như vậy là đã hoàn thành chậu hoa mới toanh, được tái chế từ chai nhựa cũ rồi. Bây giờ hãy gom phần đất và hoa bị văng tung tóe khắp nhà vào cái chậu mới thôi. Từ lần sau, nếu có lỡ vô tình đánh rơi chậu hoa thì chắc chắn cũng sẽ không có những mảnh vỡ đâu. Tiếp theo, hãy cùng Mẹo hay cho bạn bắt tay vào làm chiếc kệ chén 6 ngăn bằng gỗ. Hãy chuẩn bị búa, kềm, đinh, keo dán gỗ và tất nhiên là không thể thiếu những thanh gỗ rồi. Hãy bắt đầu làm phần cánh của kệ gỗ trước tiên. Dùng búa cố định những thanh gỗ thành hình chữ U có hai cạnh là 15 cm và chiều dài là 30 cm bằng loại đinh 1,5 cm. Sau đó tiếp tục cố định thêm 5 thanh gỗ còn lại vào khung gỗ chữ U này, nhưng đảm bảo là khoảng cách giữa thanh gỗ này là 5 cm nha. Để cho phần cánh của kệ gỗ này thật chắc chắn, hãy cố định thêm một thanh gỗ 30 cm vào nữa, sao cho những thanh gỗ 15 cm được kẹp giữa hai thanh gỗ góc 30 cm. Hãy làm tương tự đối với phần cánh còn lại của kệ gỗ. Bây giờ là đến phần đáy đỡ của kệ gỗ. Úp ngược hai khối gỗ hình chữ U xuống cho phần đáy hướng lên trên. Canh cho hai khối gỗ này cân nhau. Sau đó, dùng thanh gỗ 15 cm nối hai khối gỗ hình chữ U này lại với nhau. Như vậy là chiếc kệ chén 6 ngăn bằng gỗ đã được làm xong. Dung dịch rửa chén, dao cắt bánh là những vật dụng nhỏ nhưng có giá trị sử dụng rất lớn trong căn bếp của mỗi gia đình. Làm gì để xử lý những chiếc đĩa bẩn khi không có nước rửa chén? Làm gì để cắt bánh kem khi không có dao? Sử dụng vật dụng này để thay thế tính năng của vật dụng khác trong trường hợp thiếu vật dụng là điều quý vị cần biết để giúp việc bếp núc của quý vị trở nên dễ dàng hơn. Tiếp theo, Mẹo hay cho bạn sẽ chia sẻ với quý vị một mẹo vặt, đó chính là dùng vật dụng này để thay thế tính năng của vật dụng khác trong trường hợp nhà bếp thiếu dụng cụ. Đầu tiên, đó là dùng chỉ để cắt bánh kem khi bạn không có dao. Rất đơn giản, hãy lược bớt những chi tiết trang trí trên mặt chiếc bánh kem đi. Kéo căng hai đầu sợi chỉ và đặt vào vị trí bạn muốn và cắt thôi. Không chỉ dùng để cắt bánh, với những loại thực phẩm mềm, dễ đứt, chúng ta đều có thể dùng chỉ nha. Sau khi ăn bánh kem, chúng ta hãy vệ sinh những chiếc đĩa nào. Đừng nhúng cả đĩa vào nước để rửa, như vậy chắc chắn sẽ không sạch sẽ hoàn toàn đâu. Hãy dùng khăn giấy khô để lau hết phần bánh kem trên đĩa. Sau đấy, hãy tráng chiếc đĩa lại bằng nước sạch, như vậy là chiếc đĩa đã hoàn toàn hết bẩn rồi. Những chiếc ly bị ố vàng, bám bẩn, cũ kỹ, hãy dùng một ít kem đánh răng, thoa đều lên bàn chải và thực hiện thao tác vệ sinh khô. Sau đó, hãy tráng lại bằng nước để đảm bảo lớp kem đánh răng và bụi bẩn bị nước lấy đi. Những quả trứng sau khi luộc xong, có thể dùng một miếng băng keo dán vào quả trứng. Sau đó lột miếng băng keo đó ra thì lớp vỏ trứng cũng được mang đi một cách nhanh chóng, tiện lợi. Vậy là việc luộc trứng thật đơn giản, phải không nào? Tiếp theo, sẽ dùng những chiếc kẹp giấy để làm giá đỡ cho điện thoại. Dùng phần miệng kẹp chiếc kẹp này vào phần tay cầm của chiếc kẹp kia. Như vậy là chiếc giá đỡ điện thoại đã được hoàn thành rồi. Hãy sử dụng hai cọng thun để cố định phần nắp nồi. đảm bảo là nó không bị rơi rớt khi bạn đang mang nó đi đâu nha. Những thao tác nhỏ lại giúp chúng ta dễ dàng xử lý trong những tình huống thiếu dụng cụ. Và quả thực, đây là những pha cứu cánh đáng yêu phải không nào? Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể đón xem chương trình Mẹo hay cho bạn được phát sóng vào lúc 11h50 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV9. Và quý vị có thể xem lại chương trình tại trang web vtv9.vn, V9 online, V9 giải trí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.